Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 41. Hỡi các cù lao, hãy nín lặng trước mặt ta. Các dân tộc hãy lấy sức mới, hãy đến gần thì mới nói. Chúng ta hãy đến gần nhau để xét đoán. Ai đã khiến người kia dấy lên từ phương đông, lấy sự công bình gọi người đến kề chân mình? Ngài phó các dân tộc trước mặt người, khiến người cai trị các vua. Phó họ như bụi cho gươm người, giống như rác rến bị gió thổi cho cung người. Người đuổi theo họ trên con đường chưa hề đặt chân, mà vẫn vô sự lướt dặm. Ai đã làm và thành tựu việc này? Ai đã gọi các dòng dõi từ ban đầu? Ấy là chính ta, Đức Giê-hô-va, là đầu tiên mà cũng sẽ ở với cuối cùng. Các cù lao thấy và thất kinh, các đầu cùng đất đều run rẩy. Chúng nó đều đến gần và nhóm lại. Ai nấy giúp đỡ kẻ lân cận mình và bảo anh em mình rằng: hãy phấn chí. Thợ mộc dục lòng thợ vàng, kẻ dùng búa đánh bóng dục lòng kẻ đánh đe. Luận về việc hàng rằng: hàng vẫn tốt. Đoạn lấy đinh đóng nó cho khỏi lung lay. Nhưng hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta, còn ngươi Gia-cốp là kẻ ta đã chọn, dòng giống của Abraham bạn ta. Ta đã cầm lấy ngươi từ đầu cùng đất, gọi ngươi từ các góc đất mà bảo ngươi rằng: ngươi là tôi tớ ta, ta đã lựa ngươi, chưa từng bỏ ngươi. Đừng sợ, vì ta ở với ngươi. Chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ bổ sức cho ngươi, phải ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Này, những kẻ nổi giận cùng ngươi sẽ hổ thẹn nhuốc nha, những kẻ dấy lên nghịch cùng ngươi sẽ ra hư không và chết mất. Những kẻ công kích ngươi, ngươi sẽ tìm nó mà chẳng thấy. Những kẻ giao chiến cùng ngươi sẽ bị diệt và thành không. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi và phán cùng ngươi rằng: đừng sợ, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Hỡi sâu bọ Gia-cốp và các ngươi của dân Israel, đừng sợ chi hết. Ta sẽ giúp ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy, tức là Đấng Thánh của Israel và là Đấng chuộc ngươi. Này, ta sẽ lấy ngươi làm cái bừa nhọn thật mới và có răng bén. Ngươi sẽ tán các núi và nghiền nhỏ ra, làm cho các gò nên giống như cám mịn. Ngươi sẽ dê nó, gió sẽ đùa đi, gió lốc sẽ làm tan lạc. Nhưng ngươi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, khoe mình trong Đấng Thánh của Israel. Những kẻ nghèo nàn thiếu thốn tìm nước mà không được, lưỡi khô vì khát. Nhưng ta, Đức Giê-hô-va, sẽ nhậm lời họ. Ta, Đức Chúa Trời của Israel, sẽ không lìa bỏ họ đâu. Ta sẽ khiến sông chảy ra trên đỉnh núi trọi và suối trào lên giữa trũng. Ta sẽ biến sa mạc thành ao và đất khô thành nguồn nước. Ta sẽ đặt trong đồng vắng những cây hương bách, cây tạo giáp, cây sim và cây dầu. Ta sẽ trồng chung nơi sa mạc những cây tùng, cây sam, cây hoàng dương, hầu cho mọi người xem thấy và biết, ngẫm nghĩ và cùng nhau hiểu rằng tay Đức Giê-hô-va đã làm sự đó, Đấng Thánh của Israel đã dựng nên sự đó. Đức Giê-hô-va phán: hãy trình đơn các ngươi. Vua của Gia-cốp phán: hãy bày tỏ lẽ mạnh các ngươi. Phải, hãy thuật lại đi, hãy rao cho chúng ta điều sẽ xảy đến. Hãy tỏ ra những điều đã có lúc trước, cho chúng ta để ý nghiệm sự cuối cùng nó là thế nào, hay là bảo cho chúng ta biết những sự hầu đến. Hãy rao những việc sẽ xảy đến sau này,
cho chúng ta biết các ngươi là thần. Cũng hãy xuống phước hoặc xuống họa đi, hầu cho chúng ta cùng nhau xem thấy và lấy làm lạ. Này, các ngươi chẳng ra gì, sự các ngươi làm cũng là vô ích. Kẻ lựa chọn các ngươi là đáng gớm ghiếc. Ta dấy lên một người từ phương Bắc, và người đã đến. Người kêu cầu danh ta từ phía mặt trời mọc, dẫm lên trên các quan trưởng như dẫm trên đất vôi, khác nào thợ gốm nhồi đất sét. Ai đã tỏ ra điều đó từ lúc ban đầu cho chúng ta biết? Ai đã rao ra từ trước đặng chúng ta nói rằng người là công bình? Nhưng chẳng ai rao hết, chẳng ai báo hết, chẳng ai từng nghe tiếng các ngươi. Ấy chính ta đã phán trước nhất cùng Si-ôn rằng: này chúng nó đây, ta sẽ sai một kẻ báo tin lành đến Jerusalem. Ta xem rồi, chẳng có ai hết. Trong đám họ cũng chẳng có một người mưu sĩ để mà khi ta hỏi họ có thể đáp một lời. Thật, họ chỉ là hư vô hết thảy. Công việc họ cũng thành không. Tưởng đúc của họ chẳng qua là gió và sự lộn lạo. Chương 42. Này, đầy tớ ta đây, là kẻ ta nâng đỡ, là kẻ ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt thần ta trên người. Người sẽ tỏ ra sự công bình cho các dân ngoại. Người sẽ chẳng kêu la, chẳng lên tiếng, chẳng để ngoài đường phố nghe tiếng mình. Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã dập và chẳng dục tim đèn còn hơi cháy. Người sẽ lấy lẽ thật mà tỏ ra sự công bình. Người chẳng mòn mỏi, chẳng ngã lòng, cho đến chừng nào lập xong sự công bình trên đất. Các cù lao sẽ trông đợi luật pháp người. Jehovah Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên các tầng trời và dương ra, đã trải đất với mọi sự ra bởi nó, đã ban hơi sống cho dân ở trên nó và thần linh cho mọi loài đi trên nó có phán như vậy. Ta, Đức Jehovah, đã kêu gọi ngươi trong sự công bình. Ta sẽ nắm tay ngươi và giữ lấy ngươi. Ta sẽ phó ngươi làm giao ước của dân này, làm sự sáng cho các dân ngoại, để mở mắt kẻ mù, làm cho kẻ tù ra khỏi khám, kẻ ngồi trong tối tăm ra khỏi ngục. Ta là Đức Giê-hô-va, ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm. Này, những sự đầu tiên đã ứng nghiệm rồi. Nay ta lại rao cho các ngươi sự mới. Ta làm cho các ngươi biết trước khi nó nổ ra. Các ngươi là kẻ đi biển cùng mọi vật ở trong biển, các cù lao cùng dân cư nó. Hãy hát bài ca tụng mới cho Đức Giê-hô-va. Hãy từ nơi đầu cùng đất ngợi khen Ngài. Đồng vắng cùng các thành nó hãy cất tiếng lên. Các làng Kê Đa ở cũng vậy. Dân cư Sê-la hãy hát, hãy kêu lên từ trên chót núi. Hãy dâng vinh hiển cho Đức Giê-hô-va và rao sự ngợi khen Chúa trong các cù lao. Đức Giê-hô-va sẽ ra như người mạnh dạn, dục lòng sốt sắng như người lính chiến, kêu la quát tháo, ra sức cự lại kẻ thù nghịch mình. Ta làm thinh đã lâu, ta đã nín lặng, ta đã cầm mình. Nhưng bây giờ ta rên la, thở hào hển như đàn bà sinh đẻ. Ta sắp phá hoang núi và đồi, làm cho cỏ cây khô héo, biến sông thành cù lao, làm cho hồ ao cạn tắc. Ta sẽ khiến kẻ mù đi trên con đường mình không thuộc, dắt họ bởi các nẻo chẳng quen. Ta sẽ đổi bóng tối trước mặt họ ra ánh sáng, nơi cong queo ra ngay thẳng. Thật, ta sẽ làm các sự đó và không lìa bỏ chúng nó đâu. Song những kẻ cậy các tượng chạm, xưng các tượng đúc rằng các ngài là thần chúng tôi, thì sẽ đều giật lùi và mang xấu hổ. Hỡi những kẻ điếc hãy nghe, còn các ngươi là kẻ mù, hãy mở mắt và thấy. Ai là mù, há chẳng phải đầy tớ ta sao? Ai là điếc như sứ giả mà ta đã sai đi? Ai là mù như kẻ đã hòa thuận cùng ta? Ai là mù như đầy tớ của Đức Giê-hô-va? Ngươi thấy nhiều sự mà không giữ chi hết.
người vẫn có lỗ tai ngõ mà không nghe chi hết. Đức Giê-hô-va vui lòng vì sự công bình mình, làm cho luật pháp cả sáng và tôn trọng. Nhưng ấy là một dân bị cướp, bị giật. Hết thảy đều bị mắc lưới trong hang và giam trong ngục. Chúng nó làm của cướp mà chẳng ai giải cứu, làm mồi mà chẳng ai nói rằng hãy trả lại. Trong vòng các ngươi, ai là kẻ lắng tai nghe điều này? Ai để ý đến và nghe sự xảy có về sau? Ai đã phó Gia-cốp cho sự cướp bóc và Israel cho quân trộm cướp? Há chẳng phải Đức Giê-hô-va là đấng mà chúng ta phạm tội nghịch cùng? Đường lối Ngài chúng nó chẳng noi theo, luật pháp Ngài chúng nó chẳng vân giữ. Cho nên Chúa đã trút cơn thạnh nộ và sự chiến tranh dữ dội trên nó. Lửa đốt tứ bề mà nó không biết, lửa thiêu cháy nó mà cũng chẳng lấy làm lo. Thi Thiên 52. Hỡi người mạnh dạn, sao ngươi tự khoe về sự dữ? Sự nhân từ của Đức Chúa Trời còn mãi mãi. Lưỡi ngươi toan sự tà ác và làm điều giả dối, khác nào dao cạo bén. Ngươi chuộng điều dữ hơn là điều lành, thích sự nói dối hơn là nói sự công bình. Hỡi lưỡi dối trá, ngươi ưa mến các lời tàn hại. Đức Chúa Trời cũng sẽ phá hại ngươi đời đời. Ngài sẽ bắt ngươi, rứt ngươi khỏi trại ngươi và nhổ ngươi khỏi đất kẻ sống. Người công bình sẽ thấy bèn bắt sợ và cười người mà rằng: kìa là người không nhờ Đức Chúa Trời làm sức lực mình, sống nhờ cậy nơi sự giàu có hiếm hiểm mình, làm cho mình vững bền trong sự ác mình. Còn tôi, khác nào cây olive xanh tươi trong nhà Đức Giê-hô-va, tôi nhờ cậy nơi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đến đời đời vô cùng. Tôi sẽ cảm tạ Chúa đời đời vì Ngài đã làm việc đó. Tôi sẽ trông cậy nơi danh Chúa trước mặt các người thánh của Chúa vì điều đó là tốt lành. Thư Galati chương 4. Vả tôi nói rằng, người kế tự dầu là chủ của mọi vật mà đang còn thơ ấu thì chẳng khác chi kẻ tôi mọi, phải ở dưới quyền kẻ bảo hộ và kẻ coi giữ cho đến kỳ người cha đã định. Chúng ta cũng như vậy, khi còn thơ ấu, phải phục dưới các lề thói của thế gian. Nhưng khi kỳ hạn đã được chọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sinh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Lại, vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba, cha. Dường ấy, ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con. Và nếu ngươi là con thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời. Xưa kia, anh em chẳng biết Đức Chúa Trời chi hết, thì làm tôi các thần vốn không phải là thần. Nhưng hiện nay anh em biết Đức Chúa Trời, lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa. Sao còn trở hướng về lề thói hèn yếu nghèo nàn đó mà suy phục nữa ư? Anh em hãy còn giữ ngày, tháng, mùa, năm ư? Tôi lo cho anh em, e tôi đã làm việc luống công giữa anh em. Hỡi anh em, tôi xin anh em hãy giống như tôi, vì tôi cũng như anh em. Anh em không làm hại gì cho tôi. Anh em biết rằng, ấy là đang lúc xác thịt yếu đuối mà tôi truyền tin lành cho anh em lần thứ nhất. Vì xác thịt tôi yếu đuối sinh ra sự rèn thử cho anh em mặc dầu. Anh em cũng chẳng khinh tôi, chẳng chối tôi, mà lại tiếp rước tôi như một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời, thật như chính mình Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy thì, sự vui mừng của anh em đã trở nên thế nào? Vì tôi làm chứng cho anh em rằng, lúc bấy giờ, nếu có thể được, thì anh em cũng móc con mắt mà cho tôi. Tôi lấy lẽ thật bảo anh em, lại trở nên thù nghịch của anh em sao? Những người đó vì anh em mà sốt sắng thì không phải là ý tốt, nhưng họ muốn anh em lìa bỏ chúng tôi, hầu cho anh em sốt sắng vì họ. Có lòng sốt sắng vì điều thiện thì tốt lắm, lúc nào cũng thế, không những khi tôi có mặt giữa anh em. Hỡi các con,
vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con. Ta muốn ở cùng các con và thay đổi cách nói, vì về việc các con, ta rất là bối rối, khó xử. Hãy nói cho tôi, anh em là kẻ ưa phục với luật pháp, há không nghe luật pháp sao? Vì có chép rằng, Abraham có hai con trai, một là con của người nữ tôi mọi, một là con của người nữ tự chủ. Nhưng con của người nữ tôi mọi sinh ra theo xác thịt, con của người nữ tự chủ sinh ra theo lời hứa. Cả điều đó có một nghĩa bóng. Hai người đó, tức là hai lời giao ước, một là lời giao ước tại núi Sinai, sinh con ra để làm tôi mọi, ấy là nàng Aga. Và Aga, ấy là núi Sinai trong xứ Arabi, khác nào như thành Jerusalem bây giờ. Thành đó với con cái mình đều làm tôi mọi. Nhưng thành Jerusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta. Vì có lời chép, hỡi đàn bà son, ngươi là kẻ chẳng sinh nở chi hết hãy vui mừng. Ngươi là kẻ chẳng từng chịu đau đớn sinh đẻ, hãy nức lòng mừng rỡ và bực tiếng reo cười. Vì con cái của vợ bị đẻ sẽ đông hơn con cái của người nữ có chồng. Hỡi anh em, về phần chúng ta cũng như Isaac là con của lời hứa. Nhưng như bấy giờ, kẻ sinh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sinh ra theo thánh linh, thì hiện nay cũng còn là thể ấy. Song Kinh Thánh có nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai nó, vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự chủ. Ấy vậy, hỏi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ. Chương 5. Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do. Vậy, hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa. Tôi là Phao-lô nói với anh em rằng, nếu anh em chịu làm phép cắt bì, thì Đấng Christ không bổ ích chi cho anh em hết. Tôi lại rao cho mọi người chịu cắt bì rằng, họ buộc phải vâng giữ trọn cả luật pháp. Anh em thảy đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình, thì đã lìa khỏi Đấng Christ, mất ân điển rồi. Về phần chúng ta, ấy là bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà chúng ta được nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình. Vì trong Đức Chúa Giêsu Christ, cái điều có giá trị không phải tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy. Anh em chạy giỏi, ai đã ngăn trở anh em đặng không cho vâng phục lẽ thật? Sự xúi dục đó không phải đến từ Đấng gọi anh em. Một ít men làm cho dậy cả đống bột. Trong Chúa, tôi đối với anh em có lòng tin cậy này, là anh em chắc không có ý khác. Nhưng kẻ làm rối trí anh em, bất luận người nào, sẽ chịu hình phạt về điều đó. Hỏi anh em, về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì, thì sao tôi còn bị bắt bớ nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá há chẳng phải bỏ hết rồi sao? Nguyền cho kẻ gieo sự rối loạn trong anh em, thà họ tự chặt mình là hơn. Hỏi anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tính xác thịt. Nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau thì hãy giữ, kẻo kẻ này bị diệt mất bởi kẻ khác. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm.
Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Và những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chương 6. Hỏi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì? Anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng? Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì nếu có ai dầu mình không ra chi hết mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần lấy? Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó, chớ hề dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Hãy xem chính tay tôi viết thơ này cho anh em, chữ lớn là dường nào. Hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác, ép anh em chịu cắt bì, hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bắt bớ đó thôi. Vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì hầu để khoe mình trong phần xác của anh em. Còn như tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Chúa Giêsu Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. Nguyện xin sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực này, lại giáng trên dân Israel của Đức Chúa Trời nữa. Ước gì từ nay về sau chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giêsu vậy. Hỏi anh em, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở với tâm thần anh em. Amen. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ,
say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.